Chúng ta lại cùng gặp nhau trong một số săn sale tiếp theo và không cần nói nhiều. Hôm nay là mùng 7 tháng 7, đợt sale có thể nói lớn nhất tháng, cũng như là một trong những cái đợt sale lớn nhất trong năm nay. Và hôm nay thì sẽ có rất nhiều những cái deal khuyến mãi. Cũng như nếu như các bạn đang có nhu cầu mua điện thoại, smartphone, phụ kiện, đồ công nghệ thì cũng nên mua trong ngày hôm nay nha. Bởi vì chúng ta tất nhiên sẽ có những cái deal khuyến mãi kịch sàn nhất, hấp dẫn nhất, lại có những cái voucher, free ship, rồi là những cái phiếu mua hàng mã giảm giá đó, đến từ những cái sàn thương mại điện tử. Rồi ok, và tất nhiên mình cũng sẽ tổng hợp cho các bạn những cái deal khuyến mãi có thể nói là tốt nhất trong ngày hôm nay, mùng 7 tháng 7. Và con máy đầu tiên mình muốn share đó chính là con Galaxy M52. Khá đáng tiếc cái con máy này thì thời điểm vừa qua nó rất là hot nên là nó khá là khan hàng, nên cái đợt sale hôm nay ấy, thì nó chỉ rơi vào tầm là 6.490.000 thôi, thay vì những cái đợt trước đây là có thể nó sale xuống tầm dưới 6. Nhưng mà ok, nếu như trong phân khúc giá loanh quanh tầm 6.5 như thế này, các bạn cần một chiếc máy mà có cấu hình cao mà lại đến từ chính thương hiệu Samsung thì đây có thể nói là cái lựa chọn tối ưu nhất rồi. Với M52 thì mình tin là những cái thông số các bạn đã nắm được đúng không? Chúng ta trang bị chip Snap 778G, hiệu năng ngang với những cái con CPU đầu 8, và đây cũng chính là cái điểm mà con M52 này được người dùng gọi là ưa chuộng. Ngoài ra thì con này tuy thuộc dòng M nhưng mà nó có chất lượng màn hình và camera cũng rất tốt nha. Chúng ta có là màn hình Super AMOLED Plus 6.7 inch Infinity O và có 120Hz tần số lòng tươi, những thông số không thua kém Xiaomi hay là những cái hãng Trung Quốc trong cùng tầng, và chúng ta vẫn có pin trâu lên đến 5000mAh. Hệ thống camera 3 ống kính 64MP mình thấy là chụp là có khi nhỉnh hơn là Xiaomi và Poco trong phân khúc giá như này. Đó, phải nói một con mà khá là toàn diện, chỉ duy nhất cái điều là về sạc nó chỉ đi kèm với adapter là 15W. Đó, nói chung Samsung các bạn phải chấp nhận, một là bảo vệ môi trường, hai là cái adapter sạc đi kèm công suất nó thấp đó, để mà đánh đổi lại thì đây là cái con có thể nói là khá là đáng mua. Và tất nhiên Samsung thì ưu thế của họ là hãng lớn, bảo hành bảo tỏi yên tâm và phần mềm ổn định, ít lỗi vặt, nâng cấp cũng rất là tốt ha. Rồi cái đĩa thứ hai của Samsung ngày hôm nay ấy, sẽ là con Galaxy M32. Mình thấy sale còn 4 củ thôi. Con này thì thông số cấu hình rất ok rồi. Bạn nào trong tuần này muốn mua một cái con máy phủ hay thậm chí là máy chính thì con này nó ổn định, ít lỗi vặt hơn hàng Xiaomi. Đó, ví dụ như là con Redmi Note 11 chẳng hạn, trong tầm này thì về cái vấn đề ổn định thì không bằng được cái con M32. M32 thì chúng ta có phiên bản 8GB RAM, 128GB bộ nhớ trong, RAM ROM phải nói khá to trong phân khúc, màn 6.4 inch Super AMOLED Plus có 90Hz này, camera bổ ống kính 64MP, pin lớn 5000, sạc nhanh là 15W thông qua cổng Type-C. Rồi tiếp theo Samsung ở bên sàn Shopee á, thì mình thấy là cũng đang có sale với những cái con máy như kiểu là M23 5G nha. Sale còn tầm 4.8 triệu, các bạn sẽ có thêm voucher 200 là tính ra tầm 4.6 triệu thôi. Các bạn đã mua được con M23 5G phiên bản 6128, trang bị cấu hình cao, chip 750G, màn 120Hz, pin lớn 5000mAh, phần mềm ổn định, ít lỗi vặt, camera là 50MP nha. Nhưng mà con này thì nhược điểm là bảo vệ môi trường, không có sạc đi kèm bên trong hộp máy, cũng như là cái tấm nền màn hình nó chỉ là TFT nhưng mà chất lượng hiển thị thì nó cũng tương đồng với những cái màn IPS trong cùng tầm. Đó, tiếp theo thì Samsung mình thấy thêm dòng là S22 5G là sale còn tầm 14.7 triệu thôi, cực kỳ thấp luôn. Và con S22 trang bị chip Snap 8 Gen 1, 828, rồi là những cái thông số rất cao cấp, màn Dynamic AMOLED chống nước IP68, loa kép, camera đỉnh, chụp quay rất là ok. Thì có thời lượng pin thì nó ở mức trung bình thôi, 3.700. Còn lại con này trong cùng tầm là đó, cấu hình nó đâu thua kém Xiaomi. Xiaomi tầm này các bạn cũng chỉ mua được là Xiaomi 11T Pro là Snap 888 hoặc là Poco F4 GT thì trang bị chip 8 Gen 1 thôi. Nhưng mà tất nhiên là Samsung hàng nó cao cấp hơn. Nó Poco thì không thể nào mà có được là tính năng chống nước, rồi là camera được đầu tư chống rung quang học các kiểu đúng không? Và tiếp theo nữa là phiên bản S22 Plus thì sale còn 18 ha. Và mình thấy cũng rất là ok. Con này thì có màn hình kích thước to hơn và pin nó trâu hơn so với con S22 5G, và nó vẫn trang bị chip 8 Gen 1, thiết kế cực kỳ đẹp, camera đỉnh. Đó, tiếp theo nữa là dòng Z Flip 3 thì mình thấy cũng sale còn tầm 18, trang bị chip 888, màn hình gập vỏ sò rất là độc đáo ha. Chứ là hàng flagship Samsung thì khỏi cần phải bàn rồi. Tiếp theo là Samsung thì bình dân hơn thì có S20 FE thì mình thấy cũng đang sale còn tầm là 9.5 triệu đồng. Thì đây cũng là một cái mức giá cực kỳ tốt nha. Các bạn nhớ áp thêm những cái voucher thì có thể là mức giá nó còn tốt hơn hả. Và S20 FE trong tầm này thì khỏi bàn rồi. Chip 865, 8GB RAM, 256GB bộ nhớ trong, rồi là camera 3 ống kính, quay chụp rất là ok. Đó, các bạn cũng có thể là tham khảo. Rồi, tiếp theo là qua đến nhà Xiaomi.
Xiaomi ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có những cái đia như kiểu là Poco F4 này. Con máy này thì nó vừa mới ra mắt, mình cũng vừa mới có máy. Và hôm nay thì mình cũng sẽ lên những cái video trải nghiệm chi tiết hơn về con Poco F4 này. Là cái biến thể nâng cấp từ F3 chúng ta có là thiết kế mới đẹp. Bộ khung được làm theo kiểu rất là vuông vức, đúng trend trong năm 2022 này. Cùng camera các bạn thấy uy tín không? Nó nhô lên. Đó bởi vì là có tích hợp chống rung quang học OIS và chất lượng camera. Trên Poco F4 thì nó cũng có cải tiến hơn cái phiên bản là Poco F3 hồi năm ngoái. Đó thì chúng ta có cảm biến là 64 chấm lớn hơn và được cải tiến hơn nha. Nên là chất lượng camera nó chụp tốt hơn. Chúng ta sẽ nâng cấp tiếp theo là về sạc nhanh từ 33 lên 67W này. Và những cái thông số khác thì tương đồng. Chúng ta có màn AMOLED 120Hz. Và mình thấy là chất lượng hiển thị tấm nền màn hình trên Poco F4 là có phần nó tốt hơn so với con F3 đấy. Đó là những cái nâng cấp chủ yếu và quan trọng là cái mức giá là nó ngang bằng. Nó cũng chỉ rơi vào tầm 7,5. Chung con F4 này các bạn mua rất là ngon nha. Các bạn sẽ bỏ qua F3 được luôn để mà nâng lên F4 luôn. Và cái cấu hình F4 thì nó vẫn trang bị chip 870 uy tín, mát mẻ, không lo bị nóng như những cái con chip 8 đầu cao hơn. Đó và chi tiết hơn về F4 thì hôm nay thì mình cũng sẽ làm video để mà gửi đến các bạn ha. Con máy khá là ngon lành. Rồi Xiaomi chúng ta sẽ có thêm là Xiaomi 11 Lite NE5G thì sale còn tầm 7. Đó, với tầm này thì con máy mà có thiết kế rất thời trang, kích thước siêu mỏng, trọng lượng nhẹ, mặt lưng xử lý theo phong cách nhám, cấu hình tốt với chip 778G, loa kép, màn AMOLED kích thước lớn. Đó. Và thấp hơn thì các bạn sẽ có là Redmi Note 11, Poco M4 Pro phiên bản 4G trong phân khúc loanh quanh tầm 4 ha. Đó và Redmi Note 11 thì nó sale còn 37. Tầm này thì các bạn thích con máy có màn hình đẹp, lo to thì cứ quất thôi. Redmi Note 11 là best choice về cái tấm nền màn hình rồi, AMOLED 90Hz. Độ sáng cao 700 nit, loa kép Dolby Atmos, pin 5000, sạc 33W và Poco M4 Pro thì nó y chang. Theo điều là camera nó cải tiến tốt hơn là ống kính 64 megapixel cũng như là có cái cấu hình nó cao hơn với chip Helio G96. Ngoài ra thì ngày hôm nay thì Realme là cũng có sale nha. Realme thì mình thấy là có là con Realme Nazo 50 này sale còn tầm 3.890.000 này, mức giá cũng cực kỳ ngon, các bạn có voucher còn rẻ hơn nữa. Con này thì trong tầm là best choice về cấu hình Helio G96, màn 120Hz, pin 5000, sạc nhanh là 33W. Đó, hay là Realme Nazo 50A Pro trong phân khúc 3 cũng là con máy mà cực kỳ là hấp dẫn. Khi mà chúng ta có thiết kế đẹp, màn Full HD Plus, cấu hình tốt, chỉ có điều là nó bảo vệ môi trường, nó cũng không có củ sạc đi kèm thôi. Nhưng mà cấu hình thì nó ok hơn ha. Rồi tiếp theo nữa là đến cái dòng Tecno. Tecno ngày hôm nay thì những cái con như kiểu là Tecno Pova 2 phiên bản là 464 thì mình thấy là sale còn tầm là hơn 3 thôi. Vẫn quá ngon, Tecno Pova 2 với bản này nó quá rẻ. Pin 7000, màn 6.9 inch Full HD Plus đục lỗ, rồi là chúng ta có là phần mềm tối ưu cực tốt, cấu hình ngon, chip Helio G85, 464 có khe cắm. Đó và con này thì có thể coi là gaming phone trong phân khúc 3 củ. Và khi mà những cái trải nghiệm của nó thì chiến game rất là ok. Đây là Tecno Spark 8C phiên bản 2GB RAM thì mình thấy sale còn tầm là 2 củ thôi. Nó có pin 5000, có cảm biến vân tay một chạm, chip Unisoc T606 màn 90Hz, có 64GB bổ nhớ. 2GB RAM thì nó hơi hụt, nhưng mà trong tầm này thì mức giá quá thơm luôn các bạn ạ. Mua về làm máy phủ và thậm chí là liên quân mobile, cơ bản setting thấp và nó vẫn có thể đáp ứng được tốt. Còn không các bạn sẽ nâng lên cái phiên bản là Tecno Spark 8C hoặc là Pova Neo cũng sale trong tầm 25-26 đấy. Tecno nói chung là đợt này thì sale cũng rất là ok ha. Và đặc biệt là cái con Tecno Pova 3 này, đó, nó sale còn tầm là hơn 4 củ thôi. Cũng là con mà cực kỳ là ok, các bạn có thể là cân nhắc ha. Đó, và Pova 3 thì nó sẽ nâng cấp khi mà có cái loa kép này. Chúng ta có là thiết kế ngầu lòi gaming hơn này. Chúng ta có sạc nâng lên là 25W, adapter đi kèm là 33W ha. Nhưng mà support là 25W. Cũng như là có chip Helio G88 và chúng ta có 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong ha. Tecno Pova 3 thì hiện phân phối Việt Nam là bảng 628 cũng là một cái điểm lợi thế. Và về RAM ROM to để các bạn gaming. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm những cái điều khuyến mãi nữa, nhưng mà có thể là mình sẽ update sau nha. Ở cái phân khúc hàng cũ, flagship hay là hàng sách tay cũng có những cái điều rất là ok. Còn trong clip này thì mình chỉ nói về những cái điều đến từ những cái gian hàng chính chủ, gian hàng mo uy tín, các bạn mua cứ hoàn toàn yên tâm và đang có những cái mức giá tốt nhất, hàng chính hãng, bảo hành bảo tỏi, cứ yên tâm ha. Link mua hàng hoặc là mã giảm giá thì mình đều để hết phía dưới mô tả video, các bạn cứ bấm vào để mà mua nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.